Các bạn thân mến, sáng ngày 16 tháng 10 vừa qua, kênh truyền thông điện tử Anirarira.com của Israel phiên bản Anh ngữ đã cho đăng tải một bài viết rất đáng chú ý liên quan đến Việt Nam với tiêu đề Việt Nam nhắm đến ngôi vương công nghệ của Trung Quốc khi các công ty cảm thấy mệt mỏi vì chính sách Zero Covid. Bài viết đã dẫn lại những phân tích và nhận định từ hàng loạt những chuyên gia đầu ngành để phân tích về sự phát triển của hoạt động sản xuất tại Việt Nam, trong đó tập trung phân tích vào hoạt động sản xuất công nghiệp công nghệ cao nhờ sự dịch chuyển đầu tư ra khỏi Trung Quốc do Trung Quốc vẫn đang thực hiện chiến lược Zero Covid gây thiệt hại lớn cho các nhà sản xuất. Theo đó, các nhà phân tích nhận định hoạt động sản xuất công nghiệp tại Việt Nam hiện đang trải qua quá trình phát triển rực rỡ, đang trên đường bước lên ngôi vương tại châu Á, đặc biệt là về công nghiệp công nghệ cao. Tuy nhiên, các nhà phân tích cũng chỉ ra một số hạn chế mà Việt Nam cần phải khắc phục để tiếp tục tiến nhanh trên con đường phát triển. Cụ thể, tờ báo này viết, Apple, Google và Samsung chỉ là một vài trong những gã công nghệ khổng lồ đang mở rộng hoạt động sản xuất tại quốc gia Đông Nam Á đang phát triển nhanh chóng này, từ thành phố Hồ Chí Minh hay từ những khu công nghiệp nằm giữa những đồi chè tập trung tại miền Bắc Việt Nam. Các binh đoàn công nhân đang tất bật tạo ra những sản phẩm cho các ông lớn công nghệ hàng đầu thế giới. Đã có hàng trăm ngàn người lao động có sức sống mạnh mẽ làm việc trong các ngành công nghệ và hàng ngũ của họ còn đang tăng lên nhanh chóng. Thất vọng với việc Trung Quốc vẫn duy trì chính sách Zero Covid, các nhà sản xuất đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho trung tâm sản xuất số 1 và Việt Nam với nguồn nhân công giá rẻ, vị trí địa lý đắc địa cùng với môi trường chính trị ổn định đang là quốc gia hưởng lợi chính. Đối với nhiều công ty trong số này, họ đã chịu được chiến tranh thương mại, cũng chịu được chi phí lao động tăng cao tại Trung Quốc, nhưng sau đó không thể chịu được sự phá vỡ chuỗi cung ứng trong chiến lược Zero Covid. Tôi nghĩ Covid đang là cọng rơm cuối cùng phá vỡ sức chịu đựng của một con ngựa. Riponing, giám đốc chương trình Đông Á tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS đã chia sẻ với Anirarira. Ông cho rằng Việt Nam không phải là quốc gia duy nhất mà các công ty đa quốc gia đang nhắm đến để tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng ra ngoài Trung Quốc, nhưng Việt Nam có lẽ đang là quốc gia thành công nhất, nơi mà các công ty công nghệ then chốt đang tập trung hướng tới, từ Google, Apple đến Samsung đều đang thúc đẩy các hoạt động đầu tư vào lĩnh vực công nghệ cao tại quốc gia Đông Nam Á này. Qualcomm và Nuxia Precision, hai trong số những nhà cung cấp quan trọng nhất của Apple, hiện đang đàm phán để lần đầu tiên sản xuất đồng hồ Apple Watch và máy tính MacBook tại Việt Nam để hỗ trợ cho việc mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Qualcomm đã công bố kế hoạch đầu tư 300 triệu đô la Mỹ vào một nhà máy mới rộng 50,5 hecta tại Bắc Giang, một tỉnh phía Bắc cách thủ đô Hà Nội 50 km. Theo phân tích từ JP Morgan vào tháng trước, sản lượng các sản phẩm khác của Apple tại Việt Nam cũng sẽ tăng lên mạnh mẽ với 65% sản lượng iPod và tai nghe không dây đặc trưng của hãng, 20% iPad, MacBook và Apple Watch sẽ được sản xuất tại Việt Nam vào năm 2025. Trong khi đó, Google dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất điện thoại thông minh Pixel tại Việt Nam từ đầu năm 2023, trong khi Samsung thì dự kiến bắt đầu sản xuất linh kiện chip và thiết bị bán dẫn tại Việt Nam từ mùa hè năm sau trong một nhà máy siêu lớn đang được xây dựng tại tỉnh Thái Nguyên. Ann Burton, phó giáo sư Học viện Quản lý Châu Á tại Manila, Philippines, đã nói với Anirarira rằng hiện nay chi phí sản xuất tại Trung Quốc quá đắt đỏ, nhưng vấn đề lớn nhất là các vụ khóa cửa vẫn đang diễn ra, không ai có thể đoán trước và nó quá thường xuyên, do đó rất nhiều nhà máy đang chuyển đến Việt Nam. Ông cho rằng với những chính sách đúng đắn, Việt Nam có thể trở thành cường quốc sản xuất tiếp theo và quan trọng đó sẽ là một cường quốc công nghiệp công nghệ cao khi xu hướng hiện nay là việc dịch chuyển sang Việt Nam chủ yếu tập trung vào các công ty điện tử và công nghệ. Vấn đề đặt ra là Việt Nam có thể tiếp nhận tất cả các loại hình sản xuất này từ Trung Quốc và xây dựng năng lực sản xuất của họ nhanh như thế nào. Việt Nam từng là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới trước khi nổi lên như một trung tâm sản xuất công nghệ sau khi thực hiện cải cách kinh tế tự do, được họ gọi là công cuộc đổi mới, bắt đầu vào cuối những năm 1980. Sau khi chiến lược khóa cửa nghiêm ngặt vì Covid gây ra thiệt hại lớn về kinh tế vào năm ngoái, Việt Nam đã chính thức chuyển từ không Covid sang sống chung với virus, nên kinh tế đã chuyển mình ngoạn mục. Ngân hàng Thế giới dự báo kinh tế của họ sẽ tăng trưởng 7,8% trong năm nay, cao hơn nhiều so với mức dự báo 2,8% của Trung Quốc. Phần lớn sự tăng trưởng đó đến từ hoạt động sản xuất và xuất khẩu. Trong 9 tháng đầu năm nay, xuất khẩu của họ đạt 282,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, các chính sách Zero Covid của Trung Quốc đã làm mất niềm tin của các nhà đầu tư. Các nhà phân tích vẫn theo dõi tình trạng trỗi dậy của Việt Nam từ rất lâu trước đại dịch. David DePay, chuyên gia kinh tế thuộc chương trình nghiên cứu Việt Nam tại trường Đại học Kennedy thuộc Đại học Harvard, đã nói với Anirarira rằng Việt Nam đã nhận được một lượng lớn đầu tư trực tiếp nước ngoài kể từ khi căng thẳng thương mại Trung Mỹ bùng phát và chi phí lao động trong các nhà máy của Trung Quốc tăng lên nhanh chóng. Chính sách khuyến khích đầu tư và thương mại hiệu quả của Việt Nam. Trên thực tế, Việt Nam đã đạt được những bước tiến lớn trong việc mở rộng thương mại và khuyến khích đầu tư trong những năm gần đây. Họ đã tham gia 10 năm hiệp định thương mại tự do, trong đó có 6 hiệp định với các đối tác khu vực thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Eddie Han, nhà phân tích cấp cao của Iria Research tại Đài Loan, cũng đã nói với Anirarira rằng
Việt Nam đã ký rất nhiều FTA với nhiều quốc gia khác nhau nên hoạt động thương mại và hải quan rất tốt. Đồng thời, việc giao thương của Việt Nam với Trung Quốc, Mỹ và thế giới đều dễ dàng, do đó họ đang là quốc gia được chọn. Trong khi đó, Pauling, nhà phân tích của CSIS cho biết, điều quan trọng là Việt Nam đã có thể biết cách phân biệt mình với các đối thủ cạnh tranh như Indonesia hay Philippines thông qua các lựa chọn chính sách thân thiện với doanh nghiệp và sự ổn định chính trị một cách tuyệt vời, do đó đang có được thành công lớn nhất trong việc thu hút đầu tư quốc tế. Ông nói thêm, những gì mà Việt Nam làm được để vươn lên trên hai đối thủ cạnh tranh đó là họ đã tăng cường sự dễ dàng và thuận lợi cho hoạt động kinh doanh một cách có mục đích. Nếu bạn là nhà đầu tư và bạn ký hợp đồng 30 năm với Việt Nam, thì bạn có thể chắc chắn hợp đồng đó vẫn có giá trị sau 30 năm, nhưng bạn không thể khẳng định điều này nếu thực hiện tại Indonesia. Ngoài các thiết bị công nghệ như iPhone, Việt Nam cũng đang ngày càng trở nên quan trọng trong chuỗi cung ứng chất bán dẫn, vốn liên quan tới quá trình sản xuất phức tạp hơn trong các sản phẩm hàng hóa. Năm ngoái, Intel đã đầu tư 475 triệu đô la Mỹ vào một nhà máy lắp ráp và một trung tâm thử nghiệm chip lớn nhất của mình tại thành phố Hồ Chí Minh. Một năm sau, Samsung cũng làm điều tương tự. Vào tháng 8, Roh Tae-moon, giám đốc điều hành của bộ phận di động của Samsung Electronics thông báo, công ty Hàn Quốc sẽ đầu tư 3,3 tỷ đô la Mỹ vào một nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn và nó sẽ đi vào sản xuất từ tháng 7/2023. Cùng tháng, Sinoshi, một công ty phần mềm thiết kế chip của Mỹ, đã công bố chuyển hoạt động đầu tư và đào tạo kỹ sư sang Việt Nam. Điều thú vị đối với tôi là sự gia tăng của giá trị gia tăng và khía cạnh công nghệ của những sản phẩm mà Việt Nam đang xuất khẩu đang và sẽ tăng lên mạnh mẽ. Ken Martin, chủ tịch công ty quản lý tài sản Demand Capital có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh đã chia sẻ với Ani Arera. Martin nói về động thái sản xuất linh kiện bán dẫn của Samsung tại Việt Nam rằng doanh thu càng phức tạp thì quá trình sản xuất lắp ráp của bạn sẽ càng trở nên khó khăn hơn và các khoản đầu tư sẽ ngày càng trở nên ít hơn. Trong hoàn cảnh này, sự tiến triển cho việc nâng cao chuỗi giá trị trong hoạt động đầu tư và hàng xuất khẩu của Việt Nam thực sự là một tin tốt. Nhìn chung, hoạt động sản xuất công nghiệp tại Việt Nam hiện đang trải qua quá trình phát triển rất rực rỡ. Nhờ hoạt động dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sau chính sách Zero Covid đầy khắc nghiệt, hiện Việt Nam đang trên đường bước lên ngôi vương về sản xuất công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp công nghệ cao. Nhận định này đang nhận được sự tán đồng của rất nhiều nhà phân tích. Tuy nhiên, một số nhà quan sát trong nước vẫn nghi ngờ về khả năng Việt Nam có thể tiến xa như thế nào với tư cách là một trung tâm sản xuất công nghệ cao khi lực lượng lao động của Việt Nam chỉ bằng một phần nhỏ so với quy mô của Trung Quốc, cùng với đó là kỹ năng của họ vẫn chưa thể so sánh với các quốc gia như Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời tình trạng tham nhũng mặc dù đã được cải thiện nhưng vẫn còn rất nặng. Tôi không thấy lao động Việt Nam có trình độ tay nghề cao trong sản xuất, họ cần được đào tạo thêm, đồng thời tham nhũng cũng có thể là một vấn đề khác trong hoạt động kinh doanh. Hầu hết các công ty quốc tế như Apple sẽ không bao giờ muốn chi tiền cho tham nhũng để được thuận lợi hơn trong hoạt động sản xuất. Thực tế, các quốc gia Đông Nam Á khác hay Ấn Độ cũng gặp vấn đề tương tự nhưng thấp hơn, ông Lê Công Định, luật sư và cố vấn kinh doanh tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Các bạn thân mến, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu các bạn thấy thích, hãy nhấn like và chia sẻ cùng với bạn bè và đừng quên nhấn subscribe hoặc đăng ký để được cập nhật những video mới nhất từ kênh mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.